Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có sức công phá tương đương 500 quả bom hạt nhân. Hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6 tháng 2 có sức công phá tương đương hàng trăm quả bom hạt nhân. Ông Orhan Tata, một quan chức thuộc Cơ quan ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD phụ trách công tác giảm thiểu rủi ro động đất cho biết. Trả lời các phóng viên ngày 11 tháng 2, ông Tata thừa nhận rằng mức độ nghiêm trọng của thảm họa đã vượt quá tính toán của ông và các đồng nghiệp. Ông cho biết trận động đất đầu tiên kéo dài khoảng 65 giây, mạnh 7,7 độ, xảy ra sáng sớm ngày 6 tháng 2. Trận động đất thứ hai kéo dài 45 giây, mạnh 7,6 độ, xảy ra chiều cùng ngày. Tổng cộng năng lượng do hai trận động đất giải phóng tương đương 500 quả bom hạt nhân. Tính tới thời điểm hiện tại, số người không qua khỏi vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 24.150 người. Tổng cộng 67 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát chỉ trong vòng 24 giờ qua, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết. Khoảng 80.000 người đang được điều trị tại các bệnh viện, trong khi 1,05 triệu người mất nhà cửa do động đất đang phải lưu trú trong những trung tâm sơ tán. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay thì phóng viên VTC cũng đã liên hệ trao đổi với đại sứ Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria, Lương Quốc Huy về tình hình người Việt Nam tại Syria sau động đất. Vâng, xin chào đại sứ, xin đại sứ cho biết là việc cứu hộ cho người dân vùng bị động đất có gặp khó khăn gì hay không, và đến thời điểm này thì có người Việt Nam nào bị ảnh hưởng thương vong do động đất vừa qua tại Syria không ạ? Ở cái chỗ mà động đất đấy thì là có 3 vùng, có 3 tỉnh, thì 2 tỉnh là nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ, 1 tỉnh thì nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy. Cơ sở vật chất hạ tầng của Syria thì rất là thấp kém, nhất là ở những cái vùng mà giáp biên giới như vậy. Đặc biệt là bây giờ là mùa đông, mùa tuyết, cái đời sống của họ là rất là khó khăn. Bình thường thì họ đã thiếu lương thực, họ đã thiếu thuốc men và họ đã thiếu về điện, thiếu cả về xăng dầu. Thì bây giờ mà động đất xảy ra như thế này thì những cái thứ đó nó lại càng vô cùng là khó khăn, tăng cấp, đặc biệt là về vấn đề đường xá đi lại. Thế rồi lại cấm vận như thế thì vô cùng là khó khăn. Các nước, các tổ chức quốc tế ngay từ đầu họ đã rất là nhanh chóng đẩy mạnh cái công tác là hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân ở vùng bị nạn của hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thì riêng đối với Syria thì cái khả năng cứu hộ, cứu trợ nó không được nhanh chóng như bên Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì ở các cái vùng mà bị động đất đó, một phần thì do chính phủ kiểm soát, một phần thì do lực lượng kháng chiến kiểm soát. Và hệ thống đường xá ở bên đó là bị hư hỏng, bị cắt rất nhiều. Cho nên là cái việc di chuyển của vào những cái vùng đó cực kỳ là khó khăn. Chúng tôi ngay những ngày đầu tiên thì chúng tôi cũng đã có kiến nghị về trong nước. Chúng tôi đề nghị ta chia sẻ cái khó khăn đối với người dân Syria với cái tinh thần Việt Nam là có cái trách nhiệm với cộng đồng quốc tế đấy, thì chúng ta hỗ trợ người dân Syria về thuốc men, thực phẩm, lương thực, rồi là đội ngũ y tá nếu có thể sang kịp thời để hỗ trợ người dân Syria. Hiện nay thì sứ quán vẫn thường xuyên liên lạc với cả Bộ Ngoại giao Syria và Đại sứ quán Syria tại Tehran để nắm tình hình về cộng đồng người Việt Nam tại bên đó. Thì cho đến giờ này thì chưa có một cái thông tin nào nói về cái thương vong của người Việt. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái mối liên lạc đó, và chúng tôi cũng đề nghị phía Syria là có thông tin gì thì phải thông báo cho chúng tôi ngay, phía sứ quán ngay. Vâng, xin cảm ơn đại sứ Lương Quốc Huy. Và thưa quý vị, những thông tin về thương vong trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các bản tin của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cũng như là các hoạt động của đoàn cứu hộ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng sẽ được liên tục cập nhật trên kênh sóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia bà Maria Tripodi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong dịp này, Thứ trưởng và nhóm các chuyên gia sẽ làm việc với cơ quan quản lý và công chúng Việt Nam. Thông tin chi tiết về chiến dịch Roma tranh cử đăng cai triển lãm thế giới World Expo 2030, sự kiện mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Italia và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Thủ đô Rome của Italia là một trong ba ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua đăng cai giành quyền tổ chức triển lãm thế giới World Expo 2030 sẽ được công bố chính thức vào tháng 11 năm 2023 với chủ đề Con người và các vùng lãnh thổ, tái tạo, hòa nhập và đổi mới. Rome Expo 2030 lần đầu tiên tạo điều kiện cho các quốc gia có cơ hội giữ lại không gian triển lãm ngay cả khi World Expo kết thúc.
Những không gian sẽ tạo nên một trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế về các chủ đề của World Expo, đồng thời mang đến cho mỗi quốc gia cơ hội được chiêm ngưỡng một triển lãm vĩnh cửu ngay tại một trong những quốc gia sáng lập của Liên minh châu Âu. Điểm nổi bật của Rome trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Expo 2030 chính là chúng tôi gửi đi thông điệp rất rõ ràng về sự cởi mở, lắng nghe và chia sẻ. Rome sẵn sàng đón nhận mọi sự khác biệt về văn hóa hay tôn giáo. Với sự lắng nghe và chia sẻ của mỗi con người và cả lãnh thổ, cùng nhau chúng ta có thể giải quyết những vấn đề cấp bách của toàn cầu. Được tổ chức 5 năm một lần, World Expo đã có bề dày lịch sử hơn 170 năm, là dịp để các quốc gia tham dự, quảng bá bản sắc, khát vọng, tiềm năng và trao đổi những thành tựu công nghệ. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có thể quảng bá, tiếp cận với thị trường chung của Liên minh châu Âu EU. Với Rome Expo, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các thành tựu công nghệ tiên tiến, đồng thời quảng bá những ưu thế nổi bật của mình đến một trong những thị trường hàng đầu thế giới. Một số lĩnh vực rất tiềm năng mà Việt Nam, Italia có thể tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Cũng chính là chủ đề chính của dự án Rome Expo, đó là về con người và lãnh thổ. Mở rộng ra là những vấn đề liên quan giải pháp chống biến đổi khí hậu, năng lượng bền vững, vấn đề đô thị hóa, giao thông. Đây không chỉ là lĩnh vực hợp tác của Việt Nam và Italia, mà mở rộng ra chính là sự hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia tại khu vực Đông Nam Á. Đây là một thành tựu rất lớn mà hai nước đã đạt được sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác song phương. Với chuyến thăm lần này, chúng tôi mong muốn gửi đi thông điệp về sự thấu hiểu, chân thành và chia sẻ giữa Việt Nam và Italia, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong cả lĩnh vực kinh tế thương mại và cả nhiều vấn đề quan trọng khác. Năm 2023, Việt Nam-Italia sẽ kỷ niệm nhiều mục tiêu đã đạt được trong quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại đạt 6,2 tỷ đô la Mỹ, 150 công ty Italia đang hoạt động tại Việt Nam, 65.000 du khách Italia tại Việt Nam trước đại dịch. Cùng với đó là nhiều thành tựu trong hợp tác nghiên cứu khoa học, học bổng, sự kiện văn hóa, viện trợ phát triển, tư vấn chính trị và vận động chính sách ở cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu. Rome Expo 2030 được đánh giá sẽ mang đến một cơ hội lớn để Việt Nam, Italia thúc đẩy hơn nữa những thành tựu hợp tác, gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán với những con số tăng trưởng tích cực, ngành du lịch Hà Nội kỳ vọng năm 2023 sẽ tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, giữ vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước. Điểm nhấn của du lịch thủ đô trong năm qua là xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng, góp phần làm nên phong phú thêm sản phẩm du lịch. Đây là tour Đêm Hoàng Cung Thăng Long, một cảm nhận độc đáo dành cho du khách nước ngoài, được tổ chức vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Với ông Vincent Green, lần đầu tiên được khám phá vẻ đẹp, sự huyền bí của Hoàng Thành Thăng Long về đêm. Ông như được hòa vào dòng chảy lịch sử Việt Nam dưới thời Lý, Trần, Lê qua các nghệ thuật truyền thống, múa rối nước, trà đạo hay ẩm thực. Tôi đã đi khắp nơi ở Việt Nam, từ Bắc tới Nam. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi đi tour đêm như thế này. Trải nghiệm này thật đa dạng và tôi đánh giá cao nó. Cái tour này được thiết kế ra nó không cố định như vậy mà luôn luôn có cái sự đổi mới về mặt nội dung và khai thác cái giá trị của Hoàng Thành Thăng Long một cách là nó vừa ở cái bề sâu nhưng mà nó ở cái bề rộng và nó có sự linh hoạt với cái nhu cầu của từng đối tượng khách một. Cùng việc xây dựng các sản phẩm mới phục vụ du lịch mùa xuân như trên, các công ty du lịch cũng có nhiều hoạt động, triển khai các loại hình du lịch mới như du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội. Du lịch Hà Nội đó là tăng trưởng gần như là tuyệt đối và đạt được cái mục tiêu đề ra. Đó là một cái tạo động lực rất là lớn đối với cả các tỉnh thành khác trong cả nước. Rất mong rằng các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Du lịch Hà Nội sẽ có những cái tổ chức cũng như tạo ra thêm nhiều chương trình khảo sát cũng như là các cái vấn đề trao đổi thông tin đối với cả giữa cơ quan nhà nước với cả các doanh nghiệp du lịch để chúng tôi có những cái định hướng kế hoạch cho những cái dài hơi trong vấn đề phục vụ khách. Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, thành phố Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành du lịch cả về hạ tầng du lịch, môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch để khai thác có hiệu quả các giá trị vật thể và phi vật thể nhằm phát triển du lịch thủ đô thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Ngành du lịch thủ đô cũng đã rất là nỗ lực để cơ cấu lại các nhóm sản phẩm, đặc biệt cái việc thủ đô Hà Nội tham gia được vào cái mạng lưới các thành phố sáng tạo thì phải nói là đấy cũng là một cái cơ hội rất tốt để quảng bá du lịch. Với các cái sự kiện được tổ chức từ đầu năm đến nay cũng đã đóng góp một phần rất là lớn vào cái thành công trong cái việc thu hút khách đến du lịch và tham quan thành phố Hà Nội. Năm nay, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của thủ đô trên các kênh CNN quốc tế, các kênh truyền thông quốc tế và nhiều hình thức tuyên truyền khác. Từ đây sẽ tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt Hà Nội đến để yêu và Hà Nội điểm đến du lịch an toàn.